chỉ cần 1% nữa, chuỗi 11 năm tăng điểm hay thị trường bò tót sẽ kết thúc. Thay vào đó có thể là chuỗi ngày thống trị của thị trường gấu, bán ra. Will the crypto bear market end next year? Bò gấu chính là hình tượng của thị trường giao dịch tài chính. Nó được đặt ở con phố tài chính lớn nhất thế giới, đó chính là Wall Street. Vậy, thị trường bò là gì? Thị trường gấu là gì? Thị trường bò và thị trường gấu là hai thuật ngữ phổ biến trong ngành crypto, nói về hai xu hướng tăng và giảm của thị trường. Đi kèm là nhóm đặc biệt. Xoay quanh hai xu hướng thị trường này là niềm tin của thị trường, tâm lý nhà đầu tư và lời khuyên về hành động đầu tư tương ứng. Hiểu về thị trường bò và thị trường gấu giúp bạn có cái nhìn nhạy cảm hơn về thị trường, có thêm cơ sở dự đoán xu hướng thị trường tiếp theo và đưa ra những quyết định đầu tư hiệu quả hơn. Vậy thị trường bò là gì? Đặc trưng tấn công của một con bò tót là dương sừng lên cao, hướng thẳng về phía trước, giống như xu hướng đi lên của đồ thị thị trường. Do vậy, giai đoạn thị trường tăng giá thường được gọi là thị trường bò, hay còn gọi là bull market. Thị trường bò là giai đoạn mà phần lớn các nhà đầu tư đang mua vào thay vì bán ra. Cầu lớn hơn cung, niềm tin thị trường ở mức cao và giá tài sản tăng trưởng mạnh. Sắc xanh lạc quan bao phủ thị trường, tin tức tốt lan truyền khắp nơi. Khi niềm tin của nhà đầu tư càng tăng lên, họ càng mua nhiều hơn, khiến giá càng tăng. Điều này thu hút nhiều nhà đầu tư khác cũng đầu tư thêm nữa, khiến giá tiếp tục tăng và thị trường lại tiếp tục thu hút nhà đầu tư mới. Các nhà đầu tư tin rằng giá sẽ tăng theo thời gian, được gọi là phe bò. Nên làm gì trong thị trường bò? 1. Tránh tâm lý FOMO. Tại thị trường bò, nhà đầu tư thường rất lạc quan về việc giá sẽ tăng hơn nữa. Điều này dẫn đến tâm lý FOMO, khiến nhà đầu tư dễ mua vào liên tục và lơ là trong việc kiểm soát rủi ro, kiểm soát vốn. Nên nhớ rằng, tuy thị trường đang tăng nhưng sẽ không bao giờ tăng mãi, bởi nguồn thanh khoản luôn chuyển theo chu kỳ và thị trường có thể giảm bất cứ lúc nào. Do vậy, nhà đầu tư nên xác định rõ mục tiêu đầu tư, kiểm soát lòng tham và nỗi sợ để tránh bị đu đỉnh. 2. Thấu hiểu thị trường. Giá của một loại tiền điện tử nhất định bị ảnh hưởng đáng kể bởi niềm tin và tâm lý của công chúng vào tài sản đó. Nắm bắt được sự xuất hiện của thị trường bò giúp nhà đầu tư xác định được mức độ lạc quan của thị trường. Thay vì vô thức hòa mình vào tâm lý chung của thị trường, nhà đầu tư nên luyện tập nhận biết các dạng tâm lý có thể xảy ra, từ đó tìm ra hướng đi lý trí, khách quan và tỉnh táo hơn số đông. Vậy, thị trường gấu là gì? Đặc trưng tấn công của loài gấu là đánh mạnh bộ vuốt xuống kẻ thù của nó, giống như xu hướng đi xuống của đồ thị thị trường. Do vậy, giai đoạn giảm được gọi là thị trường gấu, hay còn gọi là bear market. Thị trường gấu là giai đoạn mà phần lớn các nhà đầu tư đang bán ra, cung lớn hơn cầu, lực bán áp đảo lực mua khiến sắc đỏ bao trùm thị trường. Số đông nhà đầu tư mất niềm tin vào thị trường, họ bi quan và tin rằng giá sẽ tiếp tục giảm. Họ được gọi là phe gấu. Thị trường gấu khá khó giao dịch so với thị trường bò, đặc biệt là đối với các nhà đầu tư ít kinh nghiệm. Vậy nên làm gì trong thị trường gấu? Một là thấu hiểu thị trường và làm chủ tâm lý. Khó ai có thể dự đoán được khi nào thị trường gấu có thể kết thúc và đâu mới là mức giá đáy, bởi sự phục hồi của thị trường thường là một quá trình chậm và khó đoán, có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố bên ngoài như tăng trưởng kinh tế, tâm lý của nhà đầu tư và tin tức hoặc sự kiện xã hội. Thay vì hoang mang, bi quan và mất niềm tin vào thị trường, bạn hãy tin tưởng rằng thị trường có chu kỳ tăng giảm luân phiên. Từ đó, giữ cho mình một tâm lý tự tin và có khả năng đưa ra quyết định khách quan, lý trí hơn, không bị chi phối bởi lòng tham và nỗi sợ.
hai là dũng cảm cắt lỗ. Thị trường gấu thường ập đến bất ngờ, gây nên tâm lý hoảng sợ và bán tháo ở đa số nhà đầu tư, khiến sắc đỏ tràn ngập thị trường trên diện rộng như hiệu ứng domino. Hãy cân nhắc việc cắt lỗ để bảo toàn tài sản của bạn một cách tối đa, bởi thị trường gấu có thể kéo dài lâu hơn bạn tưởng. 3. Là chuẩn bị một kế hoạch đầu tư dài hạn. Nếu thị trường bò mang đến nhiều cảm hứng với những quyết định đầu tư hấp dẫn mỗi ngày, thì thị trường gấu ảm đạm chính là động lực để bạn chuẩn bị cho một kế hoạch đầu tư dài hạn hơn. Nếu bạn đã sẵn sàng theo đuổi chiến lược đầu tư dài hạn hơn, thị trường gấu chính là cơ hội để bạn có mức giá mua tốt, mang lại lợi nhuận tốt khi chu kỳ tăng quay trở lại. Thị trường gấu cũng là thời điểm tốt cho chiến lược đầu tư trung bình giá, hay còn gọi là DCA. Khi bạn định đầu tư một khoản vào tài sản mục tiêu, ví dụ mỗi tuần đầu tư 50 USD vào Bitcoin, điều này phân tán rủi ro của bạn và thị trường gấu giúp kéo giá vốn trung bình xuống thấp hơn. Thông qua video này, chắc hẳn các bạn đã hiểu thị trường bò và thị trường gấu là gì. Và đây là hai giai đoạn tất yếu của thị trường. Nếu không có bò thì cũng sẽ không có gấu và ngược lại. Nắm bắt được thị trường bò và thị trường gấu giúp bạn hiểu quy luật của thị trường, từ đó đưa ra những quyết định đầu tư tốt hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Tiền Được Toán. Nếu thấy video này thú vị thì đừng tiếc một like và một đăng ký để ủng hộ team của chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.